Bái kinh cứu mẹ. Toàn gia cư sĩ Quả Trú thuộc thành phần trí thức, cả ba thế hệ đều là giáo sư đại học. Cư sĩ Quả Trú ngay lúc mẫu thân bị bệnh hiểm đã chí thành phát tâm bái kinh hồi hướng cho mẹ. Hiếu tâm này làm cảm động trời đất, và lòng tinh tấn kia khiến cho người mẹ đã bước đến quỷ môn quan, nhờ vậy mà được bảo toàn. Mời quý vị nghe bà thuật lại những việc mình đã trải qua. Cha mẹ tôi trước khi nghỉ hưu từng làm công tác giảng dạy về bộ môn bảo vệ thực vật diệt côn trùng tại một đại học ở Triết Giang. Mẹ tôi vốn là một nữ bác học đa văn, từng cống hiến nhiều thành quả nghiên cứu khoa học lớn lao, góp công giảng dạy uyên thâm, có thể nói là môn sinh đầy khắp thiên hạ. Bà được phong là giáo sư ưu tú, được hưởng sự trợ cấp của chính phủ. Hiện nay, cha mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng vì họ đạt được thành tựu phi phàm về lĩnh vực diệt côn trùng, nên luôn được xưởng nông dược mời thỉnh làm việc. Tôi không rành về các việc sát sinh của song thân, do hai vị dù ở nhà vẫn nghiên cứu chế thuốc diệt côn trùng cung cấp cho hãng nông dược, thu được rất nhiều tiền nhờ vào nghề bào chế này. Ngay từ nhỏ, tôi đã từng chứng kiến cha tôi tối nào cũng đều mơ thấy ác mộng, luôn kêu la kinh hãi rằng con người muốn giết ông. Hơn nữa, da ông không được tốt, sần sùi và hay bị lở giống như ghẻ chóc. Trên đầu giường ông, quanh năm thường để lọ thuốc cao dán. Lúc ba tôi dạy tại đại học thì hay bị bệnh tiện bí, thống khổ này không ngừng hành hạ ông. Sau đó còn mắc chứng bệnh động mạch vành, thường xuyên ưu lao kinh sợ, khiến ông thuốc chẳng lìa miệng, mặt luôn u sầu, chẳng có được nụ cười. Tôi nhờ duyên lành, tình cờ đọc qua sách Báo ứng hiện đời của cư sĩ Quả Khanh, mới hiểu rõ chứng bệnh của ba tôi có liên quan đến công tác của ông. Cũng hiểu rằng do chúng tôi tạo sát nghiệp, ngày ngày ăn thịt, ăn hải sản nên bị ác quả. Thế là tôi bắt đầu vì những con vật mình và cha mẹ giết ăn qua mà tụng kinh Địa Tạng, hy vọng có thể siêu độ chúng, cầu chúng tha thứ. Thời gian đầu thì không có kết quả gì rõ rệt. Dù vậy, hàng ngày tôi vẫn cố gắng tụng kinh Địa Tạng. Không bao lâu, một ngày nọ mẹ tôi bảo: "Ba con gần đây ngủ rất an, không còn thấy ác mộng nữa. Chứng tiện bí cũng chuyển tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, đã có vẻ hớn hở tươi tắn. Hơn nữa, ông còn cai hút thuốc." Tôi mừng rỡ vô cùng, thầm cảm tạ công đức uy thần của kinh Địa Tạng, quả là không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi may được đọc Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám của Quả Khanh. Những chuyện có thật trong sách khiến tôi kinh tâm và chấn động bội phần. Tôi thầm biết cha mẹ mình tạo tội sát sinh quá nặng, cần phải lập tức dứt trừ ăn mặn, sám hối sát nghiệp, bước vào con đường học Phật, tập tu ngay. Mặc dù cha mẹ tôi thân thể ngày càng suy yếu, nhưng chưa tỉnh ngộ, vẫn còn tạo nghiệp sát không ngừng. Vậy tôi phải làm sao đây? Nghĩ thương cha mẹ nếm trải biết bao gian khổ mới nuôi tôi khôn lớn. Hiện tôi học Phật ăn chay đã mấy năm. Giờ tôi rất muốn thay cha mẹ sám hối với những chúng sinh đã bị hai vị giết. Trong kinh Phật thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt từng giảng: "Nếu có chúng sinh nào lễ tháp miếu Phật sẽ được 10 công đức. Được sắc đẹp tiếng tốt, nếu có pháp ngôn người đều tin phục. Được vô úy, không sợ hãi với chúng nhân. Được thiên nhân ái hộ, có đầy đủ uy thế. Chúng sinh thích đến gần, thường được thân cận chư Phật, Bồ Tát. Có đủ phúc báo lớn, mệnh chung sinh thiên, mau chứng Niết Bàn." Kinh Phật là pháp bảo, đại diện cho trí huệ Phật, là pháp thân Xá Lợi Phật,
nên công đức lễ bái kinh cùng lễ bái chư Phật không khác nhau. Cũng giống như công đức lễ bái tháp Phật, cổ đức có vị nhờ lễ bái kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân mà khai ngộ. Thế là tôi quyết định vì cha mẹ lễ bái mỗi chữ trong kinh Địa Tạng, dùng hùng tâm tha thiết tính thành lễ bái, ắt có thể cảm được Bồ Tát gia trì, khiến những chúng sinh từng bị hại được lợi ích, tiêu trừ nghiệp sát cho cha mẹ. Trong lúc bái kinh, tôi thầm sợ mình công đức không đủ, nên đồng thời cũng lễ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, theo phương thức nhất tự nhất bái. Mỗi bộ kinh, mỗi lần tôi bái một trang, khoảng chừng 500 lễ. Thêm vào đó, hàng ngày tôi còn tranh thủ tụng một quyển kinh Lăng Nghiêm. Thời gian này, mặc dù thân thể rất mỏi mệt, nhưng nội tâm tôi cảm thấy rất an ủi, pháp hỷ sung mãn. Khi tôi bái xong bốn phẩm kinh Địa Tạng, thì mẹ tôi không cẩn thận bị té gãy chân trái, phải nhập viện để thay xương nhân tạo. Tôi bỗng nhớ lại, trước đây khi mẹ tôi lên lớp giảng, vì muốn các sinh viên hiểu rõ hơn, bà thường dùng kim ghim vào đầu côn trùng hoặc ghim chân chúng lên bảng để làm giáo cụ phụ họa cho thuyết giảng. Ôi chao, nếu không biết Phật Pháp thì rất dễ tạo tội, cử tâm động niệm không gì mà chẳng tạo ác. Nhân như vậy thì quả phải như vậy, báo ứng nhân quả không sai mảy may. Hiện tại hoa báo đã trổ trên thân, nếu không phải tôi phát nguyện lễ bái sám hối thay cho bà, khiến tội nặng được báo nhẹ, thì tương lai ác quả bà phải nhận trong ác đạo, ác là thảm chẳng nỡ nhìn. Khi tôi bái xong phẩm 7, mẹ tôi lại té nữa, lần này là tổn thương phía sau đầu. Kết quả khi chụp CT, não bị xuất huyết, da sưng phù. Y viện đã thông báo bệnh tình nguy cấp. Mẹ tôi đã hiện tướng địa ngục, dáng vẻ sợ hãi, mắt mở không được. Đồng thời ở nhà, tôi và con gái tôi đang dạy tại đại học, mắt cũng mở không lên, cảm thấy bị khổ tương đương. Đây có khả năng là cảm ứng thâm tình, cũng có thể nói là tôi và con đồng thời phụ mẹ trả nghiệp. Em tôi muốn giúp mẹ mở mắt, bèn dùng vải đen che ánh sáng cho bà. Cả nhà rất căng thẳng. Tôi yêu cầu cả nhà đừng tiếp tục sát sinh nữa. Em trai tôi phát nguyện, xin vì mẹ ăn chay 3 tháng. Ngay buổi chiều mẹ nhập viện, thì tối đó chúng tôi bỏ ra khoảng 2.300 USD cùng nhau đi phóng sinh. Đồng thời trong quá trình bái kinh, tôi còn ráng tụng thêm 2 bộ Địa Tạng, xem như hằng ngày tụng 4 bộ Địa Tạng, bái một trang kinh Địa Tạng, một trang Pháp Hoa. Tôi tin chắc thành tâm của tôi có thể cảm động những chúng sinh đòi nợ mẹ, và Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho. Ngày thứ 2, sau khi phóng sinh, tôi gọi điện cho em trai hỏi thăm tình trạng mẹ. Em nói, vẫn thế, không tốt, không xấu, bác sĩ đang theo dõi. Tôi cảm thấy oan gia trái chủ không muốn lìa bà, vì oán hận khó tiêu mà. Ngày đó tôi quyết định bỏ ra 1.650 USD phóng sinh, và hôm sau đi phóng sinh 600 ký ốc. Tôi quỳ trước Phật sám hối thay mẹ, mẫu tử tình thâm, nghĩ đến ân dưỡng dục nang báo. Tôi rơi lệ đầm đìa, khẩn cầu chư Phật Bồ Tát từ bi cứu mẹ tôi, cứu độ những oan gia trái chủ của mẹ, cầu cho mẹ tôi có cơ hội sửa lỗi đổi mới lại mình. Nếu như mẹ tôi ra đi, cả nhà tôi phải làm sao đây? Xin chư Phật Bồ Tát từ bi, các vị oan gia trái chủ rộng lượng tha thứ. Mấy ngày sau, bệnh tình của mẹ tôi dần chuyển tốt, hóa dữ thành an. Điều này khiến bác sĩ cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên. Tội chết mẹ tôi tránh được, nhưng tội sống khó tha. Mẹ phải chịu thống khổ mài luyện. Hơn nữa, chứng trạng đau khổ của mẹ đồng thời cũng xuất hiện trên thân tôi. Hễ mẹ tại bệnh viện nôn mửa, thì cùng lúc đó, ở nhà tôi cũng nôn mửa, bị ói như điên, đến độ ngay cả nước cũng không thể uống.
Tôi lúc đó tâm rất kiên cường, cầm thao để sát bên mình, thầm nghĩ. Cho dù là chết thì cũng phải chết trước Phật. Tôi cam tâm thay mẹ đền mạng. Nếu được thế thì rất tốt. Nhờ nghĩ vậy mà tôi kiên trì bái kinh Địa Tạng đến hoàn mãn. Cư sĩ Quả Khanh nói, có một số oan gia trái chủ dù chịu tha thứ cho bạn rồi, song trước khi đi có thể chúng sẽ cắn, rứt, hành hạ thân thể bạn. Đây chính là đạo lý báo nặng trả nhẹ. Thế là suốt đêm ngót mấy tiếng, mẹ tôi toàn thân co rúm, bị hành đau đớn. Bác sĩ phải túc trực cứu chữa cả đêm. Nhưng sau đó khi kiểm tra sức khỏe, kết quả lại thấy bình thường. Sáng hôm sau, lúc tôi vì mẹ tụng kinh Địa Tạng, thì phía trái trên đỉnh đầu tôi có một bóng đen. Mãi đến khi tôi bắt đầu bái kinh Địa Tạng, thì bóng đen đó mới biến mất. Tôi biết là oan gia trái chủ trú đóng trên đầu mẹ đã đi rồi. Cũng hiểu là mẹ không còn bị lưu di chứng gì nữa. Bác sĩ từng nói, người cao tuổi như mẹ đã bị bệnh lại còn bị té chấn thương não nghiêm trọng đến thế. Thực sự chẳng có hy vọng gì cứu nổi. Nếu mà sống được thì cũng sẽ lưu di chứng nặng nề, sinh hoạt không thể tự xử lý được. Tôi biết ngành nghề cha mẹ làm đều phạm vào sát sinh, tội sâu nặng, nên quyết định vì cha mẹ bái một bộ kinh Địa Tạng, đồng thời bái từng chữ trong kinh Viên Giác, Lăng Nghiêm và Pháp Hoa. Tiếp tục, mỗi ngày tôi lễ 1.100 lạy, còn ráng tụng thêm 4 bộ Địa Tạng, một quyển Lăng Nghiêm, Kim Cang và kinh Bảo Kiếp Ấn. Chú Lăng Nghiêm tứ trọng thanh tịnh minh hối. Tôi đúng là liều mạng. Oan gia của cha mẹ tôi đều xuất hiện trên thân tôi, cộng thêm nghiệp nợ của bản thân tôi vốn cũng sâu nặng, cho nên thân thể cực kỳ bất ổn. Nhưng tôi thầm hiểu sâu rằng, thiếu nợ thì phải trả, đây là lẽ tự nhiên. Huống nữa là chúng tôi thiếu nợ mạng vô biên vô bến bờ. Hiện tại những chúng sinh bị giết, bị ăn không muốn đòi mệnh cha mẹ tôi, chỉ là muốn thân họ phải chịu thống khổ. Nếu không nhờ Phật lực gia trì thì tôi làm chẳng được thấu đáo. Do ngày xưa tạo ác không biết mỏi mệt thì ngày nay chuộc lỗi cũng phải chịu khổ, chịu khó. Nhờ nghĩ vậy mà tôi tinh tấn tụng kinh, lễ Phật. Tôi tin vào những gì Phật thuyết giảng. Lời Ngài với tôi là chân lý. Vì vậy mà tôi càng tăng thêm tín tâm kiên định. Hiện tại mẹ tôi đã sớm khỏe mạnh và xuất viện. Cách đây không lâu, lúc bà quay lại y viện kiểm tra, bác sĩ chuyên khoa thần kinh não trứ danh còn nói, người bị chấn thương nơi đầu mà tuổi hơn 70 như mẹ tôi lại bị xuất huyết nhiều đến thế, nhưng không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào mà chứng sưng phù tự tiêu, máu bầm tích tụ lại có thể tự tan, tự vận hành thông suốt, không lưu bất kỳ di chứng nào. Phải nói rằng kể từ hồi thành lập bệnh viện tới nay, đây là vụ ông mới chứng kiến duy nhất lần đầu. Phải gọi đây là chuyện lạ trong nhân gian. Xem ra chuyện bị té, bệnh dần dần nguy ách của mẫu thân. Song thân tôi bị nhiều bệnh khổ mà được lành. Mẹ tôi được sống lại, trở về từ cõi chết, đã khiến thân bằng quyến thuộc khó mà tin nổi. Chẳng ai dám tin bà bị té chấn thương nghiêm trọng như thế mà còn có thể sống, và lại sống rất tốt nữa, vì không hề bị bất kỳ di chứng, hậu chứng nào hành hạ. Bạn có tin không? Hiện giờ mẹ tôi đang lên net xem dò cổ phiếu. Tôi không đề xướng cho cổ phiếu, chỉ muốn kể chuyện này để chứng minh trình độ khỏe mạnh của mẹ, chứng tỏ rằng mọi nghĩ suy phán đoán của bà vẫn rất nhạy bén, lanh lẹ. Tự bà cũng nói, đa số thân bằng quyến thuộc đến thăm bà. Trước đó, ai cũng tưởng rằng bà chắc bị mắt lệch, miệng méo, miệng trào bọt, nửa thân không động đậy được. Nhưng khi thấy bà khang kiện như không có gì, thấy đều kinh ngạc, ai cũng suýt xoa khen là chuyện lạ. Mẹ tôi nhờ đây mà trở thành nhân vật nổi danh, vì được nơi nhiệm sở đại học của bà bàn tán sùm. Khi mọi người nghe kể, nhờ con gái bà là tôi bái kinh, tụng kinh, lễ Phật, hồi hướng mà cứu được bà,
thì nhiều người xúc động cảm kích vô kể. Họ cũng phát tâm tụng, bái kinh Địa Tạng. Ngay cả phụ thân tôi cũng bắt đầu lấy bút, cung kính sao chép kinh Địa Tạng. Tôi hy vọng những ai đọc đến bài viết này, cho dù hiện tại thân thể đang khang kiện, thì cũng nên mau mau từ bỏ ăn mặn. Hãy vì những vật bạn từng giết ăn qua mà niệm Phật hoặc bái kinh hồi hướng cho chúng, mới mong tránh khỏi cảnh giây phút tai nạn ập đến. Lúc ấy, dù có hối hận thì cũng đã muộn. Nếu như tôi viết bài này có chút công đức nào, xin đem công đức ấy hồi hướng cho cha mẹ. Nguyện song thân tôi sớm phát tâm đại sám hối, học Phật, ăn chay. Nguyện hai vị trường thọ, mạnh khỏe, thân khang kiện. Ngài Ấn Quang từng giảng, các hình thức tu trì như bái, tụng, trì niệm, vân vân đều lấy thành kính làm chủ. Cho dù đang ở vị phàm phu, nếu tâm thành đạt đến cực độ thì sẽ chiêu cảm công đức không thể nghĩ bàn và thu được lợi ích rất lớn. Lời bình: cha mẹ có ơn sâu nặng, khó báo đền. Phận làm con, lúc cha mẹ mang trọng bệnh, lâm nguy, hãy vì cha mẹ ăn chay tụng kinh, bái kinh, phóng sinh, khiến cha mẹ chuyển nguy thành an. Không những bản thân mình được bồi phúc tăng huệ, mà cũng nhân đó hóa độ được song thân. Đây mới là hiếu chân chính. Thiên địa quang thần. Thiên có thiên thần, địa có địa thần, cùng các quỷ thần, chư thần quang, thiên tướng, vân vân trong trời đất là những vị đảm trách công tác điều tra, gọi là tư quá chi thần, chuyên giám sát công tội ở nhân gian. Trong kinh Phật giảng, thiên thần và quỷ thần đều có ngũ thông. Ngũ thông này là phúc báo của họ. Họ chỉ không có lậu tận thông thôi, chứ thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mệnh, thần túc, họ đều có đủ. Nếu so sánh thì quy lực thần thông của địa thần chẳng bằng thiên thần, và năng lực của thiên thần lại thua kém người tu hành chứng quả. Song đối với người thế gian chúng ta thì năng lực của họ đã rất đầy đủ, vì mỗi khởi tâm động niệm của chúng ta họ đều biết hết và ghi rõ. Đợi đến khi ta chết rồi thì căn cứ theo đó mà phán quyết. Chúng ta khởi tâm động niệm cũng là tạo tác, nhưng phát ra hành vi thì càng nghiêm trọng hơn. Nếu đã hiểu rõ rồi thì mỗi khi khởi tâm động niệm, chúng ta cần phải luôn kính cẩn vì sợ quả báo. Nếu bạn khởi nghiệp ác, làm ác, tương lai không tránh được ác báo. Vì vậy mới nói lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Đạo lý chân thật này thời nay ít người biết. Gặp kẻ không có thiện căn, không có phúc mà bạn nói với họ những điều này thì họ sẽ cười chê, miệt thị là bạn quá mê tín, quá ngu muội, nên mới nói toàn lời hoang đường. Do họ không thể tin nên không tiếp thu được. Nhưng đến khi quả báo hiện thì có hối cũng đã muộn, mà có khi họ chẳng biết đây là ác báo trổ. Do họ không tin, đó là nghi, mà các niệm tham, sân, si, mạn nghi đều thuộc nhóm phiền não cực lớn, làm chướng ngại trí huệ, xui bạn tạo vô biên tội. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật giảng, mỗi người khi sinh ra đều có hai vị thần luôn theo bên cạnh, một vị tên Đồng Sinh, một vị tên Đồng Danh, trọn đời không lìa xa bạn. Hai vị thần này ở trên vai,
chúng ta không thể thấy hay biết được. Mọi người không ai thấy tới, nhưng hai thiên nhân này cũng tính là thiên thần, ngày đêm không rời bạn. Trong kinh Phật cũng có gọi họ bằng tên khác là thiện ác đồng tử. Một vị coi việc thiện cả đời bạn, một vị coi việc ác cả đời bạn. Như vậy thử nghĩ xem, bạn làm gì không có ai biết ư? Dù làm ác không ai thấy, bạn cho rằng mình có thể trốn thoát được ư? Không ai trốn được, phải nói là vô phương trốn. Vì vậy những kẻ đụng người chết trong đêm khuya mà rồ ga bỏ chạy, cuối cùng cũng xa lưới pháp luật. Nếu thoát được thì điều này phải xét thêm về nhân quả oan trái khuất tất trong nhiều kiếp giữa họ và nạn nhân, bởi không có gì bất công và tình cờ. Hai đồng tử thiện ác chính là hai vị thần đồng sinh và đồng danh mà trong kinh Hoa Nghiêm nhắc đến. Phật giảng rằng cả đời mỗi người chúng ta có hai vị thiện ác đồng tử ngày đêm theo sát, không rời phút giây nào. Nếu bạn thường nghĩ đến có hai đồng tử này luôn ở bên ta, vậy thì sao mỗi lúc khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, bạn lại không cẩn trọng? Lời Phật giảng ra quyết định không phải là lời giả. Thế thì chắc chắn Ngài không hề lừa dối chúng ta. Ngày xưa ta có nhiều dịp tu học, được phụ mẫu, thầy giáo dạy dỗ, bạn lành khuyên rằng nên tạo ác ít, làm lành nhiều. Nhưng bây giờ, người thời nay thường chê nền văn hóa giáo dục truyền thống xưa là cổ hủ, họ không cần đến, cũng không thèm tin, mà cha mẹ cũng không thể dạy, hoặc không rảnh để dạy. Giáo sư cũng chẳng để ý tới điều này. Thế là cả đời chúng ta chỉ biết chiều theo phiền não, tập khí ác, tạo vô lượng tội. Thế thì làm sao mà không đọa lạc và không bị thiên địa quỷ thần trừng phạt chứ? Ngoài hai thần đồng sinh và đồng danh ra, còn có thiên địa quỷ thần giám sát thế gian, cũng ghi lại thiện ác của người. Chư quỷ thần này đông không kể xiết, các tôn giáo đều nhắc đến, đều có ghi. Như vậy, mỗi khi chúng ta khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác, liệu có thể giấu được ai chứ? Vì vậy, ta cần khắc phục phiền não, tật xấu của mình, lo sửa lỗi đổi mới, nỗ lực tu thiện. Chúng ta sống phải biết hướng thượng thăng hoa. Mục tiêu chúng ta là phẩm hạnh nhân cách, hành vi phải luôn xứng đáng, tuyệt hảo, tối ưu, tốt lành. Được vậy, tất nhiên chúng ta sẽ ở cảnh tương xứng với tâm hạnh của mình. Sư Quảng Hóa. Tôi đã thấy hai vị thần đồng sinh đồng danh. Vừa rồi bàn đến hai vị thần đồng sinh và đồng danh, nhờ nhân duyên đặc biệt tôi cũng đã nhìn thấy họ. Vóc dáng giống như đứa bé 7-8 tuổi, hèn gì mà Phật gọi là đồng tử. Đó là vào năm Dân Quốc thứ 56, năm 1967. Lúc ấy tôi đang làm giáo sư chủ nhiệm giảng dạy tại Phật Học Viện Từ Minh Tự. Trường khai giảng vào ngày 14 tháng Giêng, nhưng trước đó một hôm là ngày 13, thì tôi bị bệnh trĩ phát tác, gây đau đớn không cùng. Đáng lo hơn nữa vì sáng mai là lễ khai giảng. Phật Học Viện Từ Minh tổ chức lễ khai giảng rất long trọng, có nhiều sư trưởng và các nghị viên cùng quan chức chính quyền đến tham dự. Tôi phải giới thiệu mọi người diễn kiến và thuyết giảng. Nhưng tôi bệnh thế này làm sao mà dự lễ đây? Thôi thì sức thuốc cho ổn, hy vọng ngày mai có thể đứng, có thể nói,
Thế là tôi đi tìm thuốc cao gián. Không ngờ lại lấy lộn thuốc, nên khi vừa thoa vào, nghe đau thấu trời đất, lại còn đứng lên hết nổi, máu mủ chảy tùm lum. Ôi chao, cơn đau hành hạ nửa ngày. Tôi phải cắn răng chịu, ráng lết về phòng dỗ giấc, nhưng suốt đêm không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau khi thức dậy, vừa nhìn thì thấy ngay một đống máu mủ bầy nhầy nằm ướt nhẹp trên giường. Nghe trong người rất khó chịu. Tôi vẫn cố gắng đi dự lễ. Trong buổi lễ tôi chỉ nói được mấy câu thì ngồi xuống. Đến trưa ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Tôi cởi áo tràn ra. Vừa nhìn vô tà áo phía mông thấy một đống ướt nhẹp. Thiệt là xấu hổ và thất lễ biết bao. Ai biết tôi bệnh thì có thể thông cảm. Còn người không biết thì sẽ đánh giá tôi thế nào đây? Tôi từng phẫu thuật, cũng đã uống thuốc nhưng vẫn không lành. Lần này phải nhờ tới Phật Pháp chữa trị thôi. Thế là tôi bảo đồ đệ. Tối nay xong khóa tối, các người lùi ra hết đi. Ta muốn ở lại chánh điện bái Phật, xem như liều mạng với một trĩ nghiệp chướng này. Nếu mai qua được, thì sáng mai ta sẽ dự tiếp khóa lễ sáng. Còn chẳng qua nổi, thì ngày mai các con lên đại điện khiêng xác ta xuống. Tụng khóa tối xong, mình tôi ở đại điện lễ bái. Tôi thưa với chư Phật Bồ Tát. Cầu xin chư Phật Bồ Tát gia hộ cho bệnh con được lành. Nếu không thì con chẳng cách gì tiếp tục nhiệm vụ giảng dạy của mình. Nếu bệnh không lành thì con quyết không lui ra. Giả như con phải chết thì xin chết ở đây. Hạ quyết tâm xong, tôi một mực lễ bái. Bái đến hơn 10 giờ thì muốn hôn mê, nhưng tôi vẫn ráng đề tỉnh mà lễ. Hơn 10 giờ 30 thì đứng hết nổi, bởi vì hôm trước mất ngủ, hôm sau bị cơn đau hành hạ cả ngày, cho nên không còn cầm cự nổi và té nhào ra trên đất. Sau đó thân tôi hết động đậy, chỉ miệng là còn động đậy được thôi. Tôi nhủ thầm, mình nên đến chỗ Hải Triều Quan Âm, nơi đó có vách ngăn đỡ, dù có ngã xuống cũng sẽ không bị thương. Thế là tôi lết đến Hải Triều Quan Âm, ở trước Bồ Tát Quan Thế Âm một bề xướng niệm. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi niệm mãi cho tới khi miệng hết động đậy. Đến nước này thì tôi đành đánh cược với số mệnh. Miệng hết niệm nổi thì vẫn còn tâm để đối phó. Tôi tập trung toàn lực hướng về Bồ Tát Quan Âm khẩn cầu. Thưa Bồ Tát, xin Ngài đáp ứng cho con, khiến một trĩ của con được lành. Nếu không thì hôm nay con chết tại đây cho Ngài xem. Đang khấn thầm như thế thì tôi bỗng nghe choáng váng, hình như có trận gió đang thổi tới. Tiếp theo là một âm thanh vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy trước tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi trên bàn có hai vị thần đang quỳ, đầu họ khoảng ngang gối Bồ Tát. Hai người này chính là thần đồng sinh và đồng danh. Họ trình báo gì đó và Bồ Tát Quan Âm đang giảng nói. Tôi nhìn bọn họ chăm chăm thầm nghĩ. Hóa ra Bồ Tát Quan Âm cho gọi hai vị này tới trình sổ báo cáo về tôi đây mà. Bất kể họ nói thế nào, trong lòng tôi đã thầm tính trước. Tôi tin mình thiện nhiều ác ít, như vậy bệnh nhất định sẽ được lành. Do nghĩ như thế, nên tâm tôi trở nên cao hứng. Tôi quay lại nhìn thì thấy hai vị thần đã biến mất tiêu. Tôi bèn hướng Bồ Tát Quan Âm xin phép trở về phòng mình. Tôi sờ mục trĩ của mình kiểm tra, thấy nó thực sự đã tiêu mất rồi, xem như bệnh tôi hoàn toàn lành rồi. Ai chà chà, khi đó tâm tôi rất vui, vô cùng cảm kích Phật Bồ Tát gia ân. Nỗi niềm này không sao diễn tả được, bởi tôi đã dẹp xong cái mục trĩ quỷ quái kia. Đây là việc tôi tự thân trải qua, chứng kiến. Tôi kể lại cho quý vị nghe là mong mọi người đều biết và tin rằng phút giây nào trên thân mỗi chúng ta cũng đều có thần giám sát và ghi lại đủ hết thiện ác của ta. Nên tương lai mỗi người sẽ tùy theo nghiệp thiện ác mình đã tạo mà thọ nhận khổ vui. Điều này chẳng sai mảy may.
Vì vậy, quý vị phải tuân thủ lời Phật dạy, hành đúng theo Pháp, phải hết sức cẩn trọng giữ gìn giới luật của mình đã thọ. Lúc nào cũng phòng vệ, cẩn thận không để tạo lỗi. Phải ghi vào lòng câu, dù có chết cũng không được phạm giới. Vì giới là đạo sư, giới còn là Phật Pháp còn. Trích Quảng Hóa Luật Sư Hoằng Pháp Cổ Sự. Trên đầu ba thước có thần linh. Người Trung Quốc có câu, trên đầu ba thước có thần linh. Còn có một thuyết khác nữa là, ngẩng đầu ba thước có thanh thiên, có thể dối người nhưng không thể dối trời. Câu này nhắc chúng ta trong mỗi thời khắc đều phải kiểm soát các khởi tâm động niệm của mình. Từng hành động ý nghĩ đều phải hướng về dứt ác hành thiện. Riêng nhà Phật thì giảng, trên thân mỗi người có hai vị thần là thần đồng danh và thần đồng sinh. Thần đồng danh thì trắng là nam, chuyên ghi thiện. Còn thần đồng sinh thì đen là nữ, chuyên ghi ác. Bất kỳ khởi tâm động niệm thiện ác nào của chúng ta, các thần đều ghi lại hết. Cho nên, tốt nhất chúng ta không nên khởi tâm động niệm cẩu thả, tránh gieo nhân ác. Nếu lỡ tạo ác thì phải mau hồi đầu, không nên tiếp tục phạm giới luật. Kinh Vô Lượng Thọ thuyết, thần minh ghi biết, phạm tội không tha. Phải biết chư thần chuyên ghi những thiện ác chúng ta tạo ra. Mỗi tháng có hơn 6 lần họ đến thiên đường và địa ngục để giao nộp sổ thiện ác. Chúng ta tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo của mình mà đi thọ khổ vui. Tôi kể những điều này là để nhắc mọi người nên trì giới nghiêm cẩn. Trước khi học Phật, tôi từng đọc qua một cuốn tạp chí thế gian. Giờ xin kể lại câu chuyện đăng trong đó cho mọi người nghe. Cuối đời Thanh, có một thư sinh muốn đến Bắc Kinh thi trạng nguyên. Khoa này mở vào tiết xuân, tức phải qua năm mới thi. Nhiều người ở những vùng xa thì ngay từ mùa đông đã vội khăn gói lên kinh, mới mong tham dự kịp kỳ thi mùa xuân. Tại Đại Lục, mỗi kỳ đến mùa đông thì phương Bắc băng tuyết phủ đầy, trắng xóa cả một vùng, khiến người khó nhìn ra lối đi. Nếu khởi hành mà lỡ gặp tuyết phủ kín đường thì chỉ có chờ đợi vì không chỗ để đi. Thư sinh X giữa đường lên kinh thành đã gặp phải tình huống đó, nên vô phương tiếp tục hành trình, đành nấu tạm nơi một quán trọ bình dân. Nhưng chủ quán lại là một quả phụ còn trẻ, chồng vừa chết không lâu. Thư sinh X thầm nghĩ, mình tạm ngủ ở đây một đêm rồi sáng mai tiếp tục lên đường. Nào ngờ tuyết rơi liên tục bất đoạn, phủ kín đường đi dày mịt, khiến anh vô phương khởi hành. Bất đắc dĩ phải tiếp tục ngủ lại nơi quán trọ. Một ngày rồi một ngày trôi qua, khách là thanh niên tuấn tú, chủ là quả phụ xinh đẹp, trẻ trung, cả hai đều ở vị đơn độc, mà ngày nào cũng gặp mặt nhau, nên tâm liền vọng động. Thế là thư sinh bèn đi tới trước phòng nữ chủ. Đầu tiên anh đưa tay lên định gõ cửa thì chợt nghĩ, không nên, ta đang muốn thi trạng nguyên, nếu tiến vào thì sẽ phạm dâm, thiên đình sẽ gạch tên mình, phải quay về thôi. Chàng vừa quay trở về thì trong lòng nữ chủ cũng khởi niệm muốn đi đến tìm chàng. Vừa ra khỏi cửa phòng thì nàng chợt nghĩ, rất không nên, ta là quả phụ, phải giữ tiết hạnh mới đúng lẽ. Sao vừa nhìn thấy trai đẹp là dỗi quên hết khuôn phép, không nên như thế, mau quay về thôi.
Chàng thư sinh quay về rồi, lại ngăn không nổi lửa dục trào dâng, lại đi đến trước phòng quả phụ. Lúc này chàng gõ cửa, ngay khi quả phụ ra mở cửa, thì chàng đã nhanh chóng bỏ đi. Bởi chàng cảm thấy mình không nên làm như thế, lại sợ phạm dâm sẽ bị mất công danh. Thời cổ đại chúng ta có một thuyết là, cho dù bạn có học tốt đến đâu, dù số mệnh ấn định đậu trạng nguyên, nhưng nếu phạm dâm hoặc tạo ác thì thiên đình sẽ gạch bỏ danh phận trạng nguyên kia ngay. Vì vậy mà khi chàng đến và nàng sắp mở cửa thì chàng đã nhanh chân quay về. Nhưng quả phụ tình cảm sinh dạt dào, liền đi đến trước phòng chàng gõ cửa. Ngay lúc này nội tâm nàng lại lên tiếng trách mắng nàng không nên thất tiết. Thế là nàng bèn quay về. Cứ thế bọn họ cứ đi tới đi lui như vậy ngót mấy bận. Lần cuối cùng chàng thư sinh đứng dậy mở cửa. Hai người đứng đó nửa tiến nửa lùi, lòng vừa muốn vừa không, dùng dằn chưa quyết. Ngay lúc chưa ngã ngủ ra sao, họ cứ giằng co, nửa muốn phạm nửa không, thì bỗng nghe trên không trung có âm thanh vang lên. Hai tên ngốc cà giật này, thực ra bọn mi có muốn phạm lỗi hay không vậy? Báo hại bọn ta ghi ghi xóa xóa trong sổ thiện ác đến nát như rồi nè. Âm thanh nói xong thì có vật gì được ném xuống. Lúc này hai người đang ngồi trên giường, vừa nghe tiếng nói thì đã sợ phát run, vội lượm vật đó lên xem, té ra là cuốn sổ ghi công tội. Trong có đề rõ tên bọn họ. XX, số ấn định là trạng nguyên năm nay, phạm dâm bị loại công danh. Y, quả phụ đức hạnh, chết sẽ được thăng thiên, nhưng hiện tại phạm dâm. Tiếp theo sau là những hàng chữ bị gạch xóa liên tục, ghi đầy như sau: phạm, không phạm, phạm, rồi gạch bỏ, lại ghi tiếp, không phạm, phạm, không phạm. Suốt cuốn sổ ghi, cứ ghi tới, lui như vậy, và xóa gạch tơi bời. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rối nùi, vì vậy mà chư thần cũng phải nổi đoá, lên tiếng quát to. Hai người này vừa xem qua, vội vã bỏ về phòng mình. Từ đó chẳng còn ai dám khởi dâm niệm hay muốn phạm lỗi chi nữa. Phần chư trưởng bối ngày xưa, mỗi khi kể cho con cháu nghe câu chuyện này, họ luôn khẳng định tà dâm bị tước công danh, triệt hết phúc, lộc, quyền là có thực. Vì vậy mà vào thời xưa, các con em thuộc dòng dõi thư khương đều được nghe kể câu chuyện này để cảnh giới, tự giữ phẩm hạnh mình như ngọc quý. Có học vấn tốt thì đạo đức phẩm hạnh cũng phải cao tột, không thiếu sót mới lấy được công danh. Xét người thế tục mà còn phải như vậy thì đã là kẻ xuất gia, ta cần phải chú ý đến điểm này hơn nữa. Vì một khi phạm giới dâm thì phúc báo, thọ mệnh, công đức gì cũng bị tiêu ma. Cho nên các tu sĩ phải hết sức cẩn thận. Trích dịch từ Giới Học Thiển Đàm.